Xin được kính chào quý anh chị em thân mến của Truyện Ngọc Lâm. Thưa quý anh chị em, ngày hôm nay xin được gửi tới quý anh chị em một dị truyện mới của tác giả Thuận Thiên. Dị truyện được mang tựa đề Gương soi vận trùng tang. Và không để làm mất thời gian của quý anh chị em, ngay bây giờ chúng ta cùng bước vào nội dung của dị truyện này qua phần diễn đọc của Ngọc Lâm. Quý anh chị em nghe truyện xin khích lệ những người thực hiện kênh bằng cách like, comment cảm xúc sau khi nghe truyện, cũng như là đăng ký kênh và chia sẻ những câu chuyện hay tới người thân và bạn bè của mình nhé. Có như vậy thì kênh Truyện Ngọc Lâm mới có thêm cơ hội để phát triển, nhằm cho ra những sản phẩm hay hơn, chất lượng hơn, phục vụ miễn phí tới quý anh chị em. Xin chân thành cảm ơn. Sau hơn 2 tháng chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo, buổi chiều ngày hôm nay, lão Tứ đã chút hơi thở cuối cùng. Lão ra đi trong đau đớn, khi mà con cháu quây quần quanh giường bệnh, chỉ biết khóc thương mà không làm gì được. Gần một tuần trở lại đây, căn bệnh hành hạ lão gay gắt. Lão ôm bụng, lăn giường trên xuống giường dưới. Người nhà phải sử dụng cả móc phin để giúp lão vơi bớt đi cơn đau. Những liều móc phin giúp lão đỡ đau hơn, nhưng rồi cũng chỉ được có mấy ngày thì cơ thể không tiếp nhận được thuốc nữa. Tiêm vào thì cũng vô ích mà thôi. Từng cơn đau dữ dội vẫn cứ liên tục kéo về. Trước lúc nhắm mắt, lão nghiến răng ken két, hai tay bấu nát tấm nệm trải dưới giường. Bà Tam, vợ của lão, chạy đến òa khóc nức nở. Lão nén đau nhìn vợ một hồi, rồi nhìn sang hai đứa con trai đang rưng rưng nước mắt và từ từ chút hơi thở sau cùng. Cái chết của lão Tứ đã khiến người ta xót thương, vì lúc còn sống, lão là người hiền lành, hay giúp đỡ người khác, có bà tặc lưỡi thì bình phẩm. Rõ là khổ cơ, trời sao mà ác thế không biết. Bao nhiêu cái loại thâm độc, ác nhân thất đức thì cứ sống bêu sống rách, người hiền lành nhân từ thì lại chết. Đã thế còn chết đau chết đớn nữa, nghĩ mà xót hết cả ruột. Cạnh đó, một người lên tiếng phụ họa: trò đời là thế đấy, con cá sẩy là con cá to mà, nghĩ mà cứ thương ông ấy, sống không mất lòng ai bao giờ, cần cù chịu khó, rồi nỗi đau này không biết đến bao giờ mà nguôi ngoai được trong gia đình bà Tam đây. Cứ như vậy, hàng loạt những lời than vãn đầy đau khổ được mọi người thốt lên, họ chưa chấp nhận được cái chết của lão Tứ. Nhưng trong số đó, cũng có một người lại có ý kiến khác. Thôi thì Nam Tào chấm số, có đến đó thì đành chịu thôi. Nó chẳng phải chứ, ông Tứ, ông ấy đi như vậy là khỏe cho ông ấy đấy, chứ sống cũng đau đớn tội nghiệp lắm. Cá nhân tôi đây này, chẳng may trời mà bắt như thế, thì tôi cũng chỉ mong được chết nhanh chết chóng, cho đỡ phải chịu đau, chịu khổ. Công tác tang sự của lão Tứ được mọi người chung tay chuẩn bị rất nhanh. Người thì chạy đi mua quan tài, kẻ thì tất tả mua vải xô về may áo tang, rồi thì bàn ghế, bát đũa, nước nôi chè cháo. Chỉ cuối giờ chiều ngày hôm đó, tất tần tật đã đầy đủ cả. Theo công tác bản tính của mọi người trong dòng tộc, thì lễ khâm liệm cho ông Tứ sẽ được tiến hành vào 10 giờ đêm. Sở dĩ có chuyện lạ thường này là bởi vì ông Tứ mất vào ngày mùng 8 âm lịch, tức là ngày phạm trùng. Chính vì thế, giờ giấc nhạo quan cho đến hạ huyệt, an táng phải được coi rất kỹ lưỡng để tránh những hậu họa về sau này. Mọi người chắc hẳn vẫn chưa quên được tấm gương tẩy liếp đã từng xảy ra trong làng này cách đây hơn 7 năm về trước. Sự việc đó xảy ra với gia đình anh Khanh. Dạo đó bố anh Khanh là cụ Khánh cũng mất vào ngày trùng. Mọi người đã bàn bạc với anh là nên xem ngày giờ cho đàng hoàng, nhưng anh không nghe. Anh lại nói: ừ, làm gì có chuyện vớ vẩn như vậy được. Tôi đọc sách nhà Phật có nói rằng không có ngày giờ nào là xấu cả. Ngày nào cũng là ngày tốt, giờ nào cũng là giờ tốt. Chúng ta cứ quan niệm vớ vẩn rồi bảo sao làm giàu cho mấy cánh thầy bói chuyên nói nhăng nói quậy. Và lại dân gian ta cũng có câu: vô sư vô sách thì quỷ thần bất trách. Thế là mặc cho bao nhiêu lời khuyên nhủ của mọi người, anh Khanh vẫn tiến hành tang sự cho bố mình theo ý của mình, không hề xem giờ giấc hay kiêng khem điều gì hết. Một thời gian sau,
mọi chuyện suôn sẻ, không có điều gì bất thường xảy ra cả. Anh Khanh tự đắc nói, trùng với cả chiếc, Tuyền có mê tín dị đoan linh tinh. Đấy, làm gì có cái chuyện người chết về bắt người sống cơ chứ. Đúng là hàm hồ. Nếu quả thực là người chết về được thì lại chẳng gọi là chết à. Cũng từ đó, anh Khanh không nghĩ đến chuyện vớ vẩn đó nữa. Dòng đời êm đềm cứ lặng lẽ trôi đi. Cho đến hôm giỗ đầu của cụ Khánh thì tai họa mới bắt đầu ập đến. Ngày hôm ấy, mọi người tất bật chuẩn bị cỗ bàn cho đến khi xong thì vợ Khanh mới như giật mình hỏi, có bác nào thấy con bé Lan nhà cháu đâu không ạ? Lan là đứa con gái đầu lòng của vợ chồng Khanh, năm nay mới vừa 4 tuổi. Bình thường thì vợ Khanh trông nom nó rất cẩn thận, thế nhưng mà hôm nay do bận bịu cỗ bàn cho nên đã lãng đi. Hỏi xong câu ấy, cô thoảng thốt chạy ra ngay cái ao phía sau nhà vì linh cảm mách bảo cô là có chuyện không lành. Khi cô và một số người trong nhà chạy ra đến nơi thì con bé Lan đã chết ở dưới ao rồi. Con bé bị trượt chân ngã xuống ao và không có ai đến kịp cứu nên đã bị đuối nước. Một lần nữa, xóm làng lại xôn xao về cái chết của đứa bé 4 tuổi. Nó chết đúng vào ngày giỗ đầu của ông nội và cũng tức là ngày phạm trùng. Bấy giờ Khanh mới run run nghĩ về những câu nói của bà con xóm giềng cách đây tròn đúng 1 năm về trước. Nhưng giờ đây thì đã muộn mất rồi, không còn có cơ hội để Khanh cẩn trọng được nữa. Liên tiếp 2 năm về sau, cứ vào ngày giỗ đầu của ông cụ Khánh là trong nhà Khanh lại ra đi một người, lần lượt là vợ Khanh, rồi em trai ruột của Khanh, cũng tức là con của cụ Khánh. Bấy giờ Khánh mới run rẩy tìm đến sự trợ giúp tâm linh. Anh ta tìm đến thầy để giải hạn, cúng bái, mãi mới cắt được cái sự trùng tang đáng sợ đó. Câu chuyện ấy là một bài học đáng giá cho tất cả người ở trong làng này. Hôm nay, lão Tứ không may lại mất đúng vào ngày này, cho nên bên cạnh sự thương xót, ai ai cũng không khỏi run rẩy. Theo kế hoạch bản tính, đúng 10 giờ đêm ngày hôm đó, nhạc hiệu của phường Bát Âm bắt đầu nổi lên để tiến hành lễ nhập quan cho lão Tứ. Tiếng kèn trống inh ỏi, xen lẫn với tiếng khóc thảm thiết làm cho căn nhà thêm phần thảm não. 3 người đàn ông tuổi ngoài 40, họ vừa mới bước đến bên cạnh giường, chuẩn bị luồn tay xuống lưng để bê lão Tứ lên. Bất ngờ từ đâu đó, có một con mèo đen, nó lao vút từ bên ngoài cửa sổ, rồi lao vào phi qua cái xác của lão Tứ, rồi biến mất hút ở cánh cửa hậu luồn xuống dưới bếp. Mọi người lúc này thì tá hỏa giật bắn cả mình, có người còn yếu tim đã sợ hãi đến mức tức thở. Trước mắt của họ, một chuyện hãi hùng đang diễn ra. Lão Tứ lúc này lồm cồm bò dậy, lão ngơ ngác nhìn mọi người chung quanh. Nhưng còn có ai đủ can đảm để nán lại ở đó đâu. Họ đã chạy toán loạn và vấp vào nhau như là chạy tị nạn vì lũ. Duy nhất chỉ có 3 người can đảm ở lại, đó chính là bà Tam và 2 đứa con trai của lão. Thấy chồng sống lại và trông có vẻ bình thường như người chưa từng trải qua bệnh tật, bà Tam run run hỏi, Ông chưa? Lão Tứ thì mặt đờ đẫn, đưa ánh mắt nhìn chung quanh rồi hỏi, tôi đã chết đâu mà lại làm đáng tang cho tôi thế này? Thế định chôn sống tôi đây hả? Tôi chưa chết, tôi còn sống sờ sờ đây này. Mọi người đứng khép nép ở cửa sổ, rồi sợ sệt nhìn vào bên trong. Họ không biết giải thích mọi chuyện như thế nào cả, quả thật là chưa từng thấy bao giờ. Một người đã tắt thở đến 7-8 tiếng đồng hồ, đến giờ khâm liệm thì đột ngột tỉnh dậy, và cứ nhìn vào thực tế thì hình như bệnh tật, đau đớn cũng không có còn nữa. Có người dè dặt nói nhỏ, này, có khi nào quỷ nhập trang không? Rõ ràng là con mèo đen vừa chạy qua mà. Tôi nghĩ là không phải đâu, tôi chưa thấy bao giờ cả. Nhưng nghe người ta kể là con mèo chạy qua, xác chết chỉ ngồi bật dậy rồi lại nằm xuống ngay, đằng này sống lại cơ mà. Vừa nói chuyện đấy thấy. Họ im lặng tiếp tục quan sát. Đứa con cả ôm chầm lấy bố rồi òa khóc, bố ơi, bố chưa chết có phải không bố? Bố vẫn còn sống với chúng con phải không bố? Lão Tứ đẩy con trai ra, mỉm cười rồi nói, chưa, bố chưa có chết. Sao con lại nói gở như thế chứ? Đây này,
Bố còn khỏe mạnh sờ sờ kìa mà. Dứt câu, lão bước xuống khỏi giường. Mọi người lại chạy giạt cả ra, không ai dám đến gần lão. Họ vẫn chưa tin được rằng lão Tứ đã sống lại trước giờ nhập quan. Bà Tam chạy theo lão Tứ rồi lo âu hỏi: Thế ông ơi, thế bây giờ ông thấy trong người như sao rồi? Ông có còn đau đớn ở đâu không? Khó chịu ở đâu không hả ông? Lão Tứ lắc đầu: Không, tôi thấy bình thường mà. Người tôi bây giờ thực sự là rất khỏe mạnh đây này. Ai cũng trố mắt nhìn nhau không nói được nên lời. Một lão già bị bệnh hiểm nghèo, chết trong đau đớn mà bây giờ bỗng đột ngột sống lại, bệnh tật thì không còn nữa. Vậy là cớ làm sao chứ? Câu chuyện tưởng chừng chỉ có trong truyền thuyết, bây giờ đã lại đang xảy ra ở cái làng này, và họ là những người được đích mục sở thị. Phải mất đến một khoảng khá lâu sau, mới có vài người dám tiến đến gần trò chuyện với lão Tứ. Họ đánh bạo đưa tay ra chạm vào tay của lão rồi thốt lên: Đúng là ông ấy đã sống lại rồi đây này. Tay ấm áp thế này cơ mà. Thật là kỳ diệu quá đi. Sau đó, tất cả mọi người mới dám lại trò chuyện bình thường. Ngay trong đêm ngày hôm ấy, họ dọn dẹp mọi thứ để trả ngôi nhà về với bình thường, không có còn không khí tang thương ở đây nữa. Hai người con trai của lão Tứ định mang cỗ quan tài đi đốt bỏ, nhưng lão Tứ đã can lại: Không có việc gì cả, cứ để đó đi. Ngày xưa các cụ toàn có chữ quan tài trong nhà, bình thường mà, không sao hết. Cứ để dẹp vào đâu đó, khi nào bố hoặc mẹ có xuôi tay nhắm mắt thì mang ra dùng. Đừng có đốt bỏ đi, phí phạm lắm. Cậu con trai thứ hai lên tiếng: Thế để ở trong nhà hả bố? Ôi giời ơi, nhìn sợ lắm bố ạ. Thì lấy mảnh vải hay tấm mền phủ lên cũng được, có gì đâu mà sợ hả con? Hôm sau, thông tin lão Tứ chết đi sống lại được lan đi khá xa. Mọi người trong làng ngoài xã nửa tin nửa ngờ nên đã kéo đến để tìm hiểu cho tường tận. Mỗi một ngày, gia đình lão Tứ tiếp đến hàng trăm lượt khách, mà ai đến cũng chỉ với một mục đích duy nhất là xác thực lão Tứ đã từ cõi chết trở về. Sáng hôm nay, khi mọi người có mặt rất đông, lão Tứ mới thật lòng kể lại mọi việc kỳ lạ đã xảy ra với mình. Lúc mà mọi người tưởng lão đã chết hẳn, thì lúc đó thực ra lão đang đi vào một cơn mê hơi có phần đáng sợ. Lão thấy chung quanh mình giặt một màu đen tối, âm u. Khi lần mò vào trong cái bóng đêm đó, đến cuối một con đường thì phát hiện ra một vầng hào quang chói lọi, làm cho lão chói cả mắt. Một người đàn ông đã hiện ra rồi nói: Về đi, quay trở về đi, số nhà tôi chưa tận đâu, trở về mà sống thêm mấy năm nữa, còn bao nhiêu việc phải làm đấy. Rồi chỉ trong phút chốc, người đàn ông đó đã lẩn khuất sau ánh hào quang kia. Phía trước lão hiện ra một cỗ quan tài, và kỳ lạ hơn, khi sống lại thì lão mới nhớ ra cỗ quan tài đó đích thị là cỗ quan tài mà mọi người đang dùng nó để chuẩn bị khâm liệm cho mình. Bề ngoài thì giống đúc, không khác một chi tiết nhỏ nào cả. Nhưng chỉ khác là bên trong của cỗ quan tài ở giấc mơ thì có một tấm gương nhỏ chừng nửa lòng bàn tay. Khi lão tiến đến thì nhìn thấy trong tấm gương ấy đang hiện lên hình ảnh mọi người chuẩn bị nhập quan cho mình. Đến đoạn này, lão bật dậy và sống lại như một kỳ tích khó tin. Khi lão kể câu chuyện này, rất nhiều người đã phải lạnh gáy. Có người tin, nhưng cũng có người thì lại nói: Thì khác nào là một giấc mơ. Mà đã là mơ thì chứng tỏ lão ấy mới chỉ là đang ngủ, chứ chưa có chết. Người khác thì phân bua: Thì thế mới gọi là lạ đời. Ngủ thế nào mà ngủ được? Nghe người ta nói là xác định lão ngưng thở hẳn rồi cơ mà. Đã thế bây giờ sau khi sống lại, căn bệnh hiểm nghèo đau đớn từng hành hạ lão ấy cũng không còn nữa. Chuyện này thực sự là không thể lý giải được đâu. Họ thi nhau bàn ra tán vào. 9 người 10 ý và câu chuyện về ông Tứ trở nên vô cùng đa sắc. Thời gian cứ thế trôi đi. Hôm nay đã là ngày thứ 7 kể từ hôm chuyện khó tin đó xảy ra. Buổi sáng hôm ấy, khi ông Tứ bước xuống sân nhà khi trời còn chưa sáng tỏ, ông gặp một cụ bà đang chống gậy lom khom đi vào trong nhà mình. Khi cụ bà đó đi vào thêm một đoạn
thì ông Tứ mới nhận ra đó là cụ Thoa, một cụ bà năm nay đã ngót nghét 90, ở cách nhà ông Tứ có mấy con ngõ thôi. Giọng ông Tứ niềm nở khi cụ Thoa tiến lại gần mình. Dạ chào cụ ạ, cụ đi đâu mà sớm thế này hả cụ ơi? Cụ Thoa dừng lại, vịn cây gậy rồi cố gắng ngước lên nhìn ông Tứ, rồi nói. Tôi có chuyện này muốn sang đây nhờ cậy ông đây. Ông Tứ vui vẻ mời. Dạ vâng ạ, thế kính cụ vào trong nhà đi ạ. Nói rồi, ông đỡ bà cụ bước lên tầng bậc tam cấp. Cho đến khi vào ngồi an vị trong bộ tràng kỳ ở giữa nhà, thì ông Tứ mới tiến sang cái ghế ở phía đối diện, rồi từ tốn hỏi. Dạ thưa, không biết có việc gì mà vừa sáng sớm cụ đã phải vội vã sang đây thế ạ? Cụ Thoa buông cây gậy xuống gầm ghế, lát sau mới nói. Thực ra thì cũng chả có chuyện gì quan trọng lắm đâu. Chuyện là như thế này đây. Như ông cũng đã biết rồi đấy, năm nay tôi cũng ở cái ngưỡng gần đất xa rời rồi. Ăn uống, ngủ nghỉ chẳng được là bao nữa. Một đêm tôi ngủ chỉ độ vài tiếng đồng hồ là cùng thôi. Ông Tứ đẩy một ly nước sôi để nguội về trước mặt bà cụ Thoa, rồi cười nói. Dạ mời cụ sơi nước đã ạ. Vâng, tuổi già mà cụ, ăn ngủ thất thường là chuyện đương nhiên ạ. Đó là đặc sản của người cao tuổi đấy cụ ơi. Câu nói dí dỏm đó của ông Tứ cũng khiến cho bà cụ Thoa phải phì cười. Bà lại kể tiếp. Ấy, thế mà đêm hôm qua nhá, vừa mới ăn cơm xong là tôi đã nằm ngủ ngay. Tôi làm một giấc từ đầu tối cho đến lúc gần sáng. Mấy năm nay, chưa bao giờ tôi lại ngủ ngon đến như vậy. Tôi cũng không biết thế nào nữa. Nhưng mà lúc tôi tỉnh giấc lại, thì tôi nhớ ra một giấc mơ mà đêm ngày hôm qua nó cứ lặp đi lặp lại với tôi đến 5-7 lượt đấy. Ông Tứ cắt lời, ông Tứ cắt nhời, ông nói cho có chuyện. Thế hẳn là giấc mơ đó có liên quan gì đến tôi có phải không hả cụ? Cụ Thoa gật đầu xác nhận, hớp một chút nước để thấm dặm, cụ lại tiếp tục kể. Cả 5-7 lần ấy, tôi đều thấy ông sang tìm tôi. Ông có mang theo một tấm gương nhỏ. Ông nhìn vào trong đó, rồi ông bảo với tôi rằng, cụ ơi, cụ sắp mất rồi, cụ chỉ sống được 3 hôm nữa thôi. Nghe đến đây, thì ông Tứ thoảng thốt, ông nói như một người bào chữa. Mày cũng chỉ là một giấc mơ thôi cụ nhé, mà cụ đừng nên để ý làm gì cụ ạ. Trông cụ như thế này à, còn phải thọ lắm đấy. Cụ đừng có suy nghĩ mà thêm bận lòng cụ nhá. Cụ Thoa bật cười. Không, tôi thì có cái gì đâu mà phải bận lòng. Tôi ngần này tuổi rồi, có chết thì cũng chỉ là hợp nhẽ, còn non trẻ gì nữa đâu mà tiếc nuối. Tôi sang kể với ông cho vui thôi, vì tôi thấy giấc chiêm bao nó thật lắm, cứ y như là ngoài đời thực ấy. Rồi cụ lại nhắc lại thêm một lần nữa. Ông cứ nói vậy với tôi đấy, 5-7 lần đều nhìn vô tấm gương rồi nói đúng một câu rằng thì là tôi chỉ còn sống được 3 ngày nữa. Bất chợt lúc này, ông Tứ mới sực nhớ ra chuyện gì đó. Ông hỏi dồn. À mà cụ này, cụ nói là cụ thấy tôi cầm một tấm gương rồi chạy sang nhà cụ à? Thế cụ có nhìn rõ được cái tấm gương đó nó như thế nào không hả cụ? Cụ Thoa gật gù rồi khẳng định. Có chứ, tôi nhớ rõ lắm. Cái gương đó to bằng độ nửa lòng bàn tay mà thôi. Viền ngoài nó bọc gỗ màu đen thẫm ấy. Sở dĩ tôi còn nhớ được là vì trên cái tay cầm của cái gương đó nó còn khắc tên của ông, một chữ Tư, được chạm trổ chìm rất là đẹp nhá. Ông Tứ trợn mắt, mồm thì há hốc, chưa kịp lên tiếng thì cụ Thoa đã lại hỏi đùa một câu. Thế ông có tấm gương nào như thế không? Nếu có thì thử mang ra đây xem có đúng là tôi còn sống được 3 hôm nữa không nào. Đặng tôi còn bảo con cháu lo hậu sự chứ. Ông Tứ lắc đầu rồi lắp bắp. Dạ không có cụ ạ. Tôi làm gì có gương gì đâu hả cụ? Ông Tứ nói cho qua chuyện vậy thôi, vì ông không muốn dài dòng kể lể với cụ Thoa. Chứ thực ra một tấm gương như cụ vừa mô tả thì ông đã từng thấy nó rồi. Ông được cầm nó rồi,
nhưng không phải là cầm ngoài đời thật, mà là cầm nó trong giấc chết của ông. Đó chính là cái gương trong cỗ quan tài mà đã kể ở trên. Bên ngoài trời đã sáng rõ hẳn, cụ Thoa đứng lên, cầm cây gậy rồi chào. Thôi, tôi đi về đây. Cháu nó nấu đồ ăn sáng xong nó lại mất công chờ nhá. Rồi cụ còn đùa thêm. Phải đi ăn thôi, biết đâu sống được có 3 ngày nữa thật thì sao chứ. Ông Tứ cũng cười phụ họa. Ông tiễn chân cụ Thoa một đoạn ra đến sân rồi mới quay trở vào. Ông ngồi thụp xuống dưới ghế, ánh mắt thì đờ đẫn nhìn vào khoảng không vô định trước mắt. Tâm trí của ông không còn ngừng thắc mắc về cái câu chuyện cụ Thoa đã vừa kể lại với ông. Tại sao cụ ta lại mơ thấy cái gương đó? Cái gương đó thực ra thì nó cũng chỉ xuất hiện trong giấc mơ khi chết của mình mà thôi. Chứ làm gì mình đã được cầm nắm hay là diện kiến nó ngoài đời thực đâu. Một chuyện trùng hợp đến mức không thể giải thích được. Vừa lúc này, ngoài sân, bà Tam đã đi chợ về. Bà đặt cái làn xuống góc sân rồi chạy lại mảnh vườn phía trước nhà để đuổi mấy con gà đang tãi đất. Gà với qué, có mấy cây rau mới lên, bới tàn tành thế này chứ lệ. Ông Tứ vẫn ngồi im suy nghĩ. Ông dường như không biết vợ mình đã đi chợ về. Mãi cho đến khi bà Tam bước lên hẳn bên nhà trên, bà cất tiếng gọi đến 2-3 lần thì ông Tứ mới giật mình quay về với thực tại. Bà Tam nói: "Ông làm cái gì mà bần thần như người mất sổ gạo thế hả ông? Này, tôi có mua bánh cuốn cho ông đây này, bánh nhà bà Thanh đấy nhá. Bà ấy nghỉ mấy phiên nay mới đi bán lại đấy." Ông Tứ là một tín đồ của bánh cuốn. Tuy nhiên từ nhiều năm nay ông chỉ ăn duy nhất là bánh cuốn của nhà bà Thanh mà thôi. Đơn giản một điều, bánh cuốn nhà bà Thanh làm hoàn toàn bằng thủ công, từ xay bột cho đến đổ bánh, chứ không có như đa số bây giờ làm bằng máy toàn bộ. Ông Tư có lần nói: "Bánh cuốn là phải xay bột bằng cối xay tay, ăn cái bánh nó mới mềm mại, ăn mấy cái bánh máy bây giờ nó cứng như là mo nan, chán lắm." Bà Tam cho bánh ra đĩa, bê lên bàn cho chồng rồi bắt đầu xuống bếp với một khối công việc không tên đang chờ đợi. Trong đầu của ông Tứ vẫn chưa thoát hết được dòng suy nghĩ về cái câu chuyện cụ Thoa kể. Ông đẩy nhẹ đĩa bánh sang một bên rồi đứng phắt dậy. Ông tiến bước về cỗ quan tài đang đặt ở góc nhà kia, lật tấm vải phủ ra rồi quyết định bật nắp. Không hiểu sao, ông có cảm giác lạ lắm, cứ cho rằng cái gương đó đang ở trong cỗ quan tài này. Ông nhẹ nhàng khiêng cái nắp lên. Cỗ quan tài được đóng bằng ván khá dày nên cái tấm ván thiên tương đối nặng. Lịch kịch một hồi, ông mới lật được nó qua một bên. Khi cái tấm ván thiên được mở, ông thoảng thốt giật mình, không tin vào đôi mắt của mình khi mà đích xác cái tấm gương nhỏ đang nằm trong cỗ xe trâu trước mặt mình. Ông Tứ run run chìa tay ra, cầm cái gương đó lên. Cái gương mặc dù nhỏ xíu thôi nhưng khá nặng, và đó đích xác là tấm gương mà cụ Thoa đã mô tả, tức là tấm gương mà ông Tư đã từng nhìn thấy trong giấc mơ khi mình chết đi rồi sống lại. Đầu óc của ông Tư lúc này rối ren như tơ vò, không biết tấm gương đó tại sao lại xuất hiện ở đây một cách kỳ lạ và khó giải thích đến như thế này. Ông đặt nó sang một bên, dùng sức nâng cái nắp quan tài trở về vị trí cũ rồi tiến lại bàn ngồi. Ông cứ mân mê nó ở trên tay rồi vẩn vơ suy nghĩ một điều gì đó thật là đăm chiêu. Từ dưới nhà bếp, bà Tam bước lên nhìn thấy chồng đang ngồi thừ người ra. Bà liền hỏi: Hay, ông ăn bánh đi kẻo nguội kìa. Tôi tưởng ông ăn xong rồi chứ, cho nên tôi mới lên để mang bát ra rửa. Thế ông không có ăn à? Ông Tứ đáp: Có, cứ để đấy rồi tôi ăn. Bà ơi, bà ngồi xuống đây tôi kể cho bà nghe câu chuyện này đây. Chuyện lạ lắm bà. Chính tôi bây giờ cũng không thể lý giải được tại sao lại có chuyện như thế này. Bà Tam tò mò, bà bước thêm mấy bước nữa, lại đến chàng Kỳ, vừa hạ mình ngồi xuống bà vừa cất giọng hỏi: Thế có chuyện gì thế ông? Mà ông cầm cái gì kia? Ông Tứ thở dài hắt ra một hơi, giọng của ông hơi trùng xuống: Là cái gương.
Chuyện lạ mà tôi muốn nói với bà cũng liên quan đến cái gương này đây. Thế có chuyện gì thế? Ông nói luôn đi tôi xem nào. Tôi đang nghe đây. Úp tấm gương đó xuống mặt bàn, ông Tứ chỉnh lại thế ngồi. Đôi bàn tay ông đan vào nhau, mặt đầy vẻ tư lự. Ông kể: bà có còn nhớ hôm tôi chết đi rồi sống lại hay không? Tôi đã từng kể với bà và mọi người là lúc đó tôi chìm vào trong cơn mơ. Có một cỗ quan tài, và trong cỗ quan tài đó có một cái gương, đúng không? Bà Tam gật đầu: ờ đúng rồi. Thì chuyện đó bây giờ làng này hầu như ai chả biết. Ông kể đi kể lại, bây giờ mọi người thuộc lòng nó luôn rồi. Thế nhưng mà giấc mơ đó thì sao? Có chuyện gì hả ông? Lại một lần nữa, giọng của ông Tư trầm trầm lại: nếu như giấc mơ đó thì có gì đâu mà đăng bố đâu hả bà. Cái lạ là thế này đây. Bà có biết không, tấm gương trong giấc mơ đó của tôi chính là tấm gương này đây. Vừa nói, ngón tay trỏ của ông Tứ chỉ vào cái tấm gương trước mặt của mình. Bà Tam thoảng thốt: Cái gì vậy? Sao lại có chuyện đó được chứ? Mà tấm gương này ông lấy ở đâu ra vậy? Sao tôi nhìn nó lạ vậy? Không phải gương nhà mình có đúng không hả ông? Đầu của ông Tứ ngoái lại phía sau, ông đánh mắt về cỗ quan tài rồi nói: tôi mở cỗ quan tài ra thì thấy nó ở trong đó. Tôi cũng không biết vì sao cái gương trong giấc mơ khi tôi lạc vào cõi chết mà bây giờ lại xuất hiện ở ngoài đời thực như thế này. Bà Tam nghi hoặc hỏi: thế nhưng mà ông có chắc chắn hay không? Biết đâu trong cái giấc mơ đó ông không có rõ ràng. Bây giờ vô tình ông thấy tấm gương này ở đây rồi, ông liên tưởng mơ hồ là nó giống nhau thì thôi. Ông Tứ lắc đầu: không, tôi không nhớ sai được. Đây bà xem đi, trên cán của nó còn khắc tên của tôi nữa cơ mà. Chữ Tứ đây này, đây bà nhìn xem đi. Bấy giờ bà ta mới đón lấy nó rồi chố mắt nhìn. Đúng như chồng bà nói, trên cái gương đó còn có chữ Tứ hiện lên rõ ràng. Nó được khắc chìm theo kiểu chữ cách điệu, trông rất đẹp mắt. Bà nói một mình: trời đất ơi, sao lạ quá thế này chứ. Với tay lấy cái bình trà trước mặt, ông Tứ châm một ly, bê lên hớp một ngụm, rồi chẹp miệng một cái, ông nói tiếp: chưa đâu, còn chuyện này nữa, tôi kể ra bà mới giật mình đây này. Thế chuyện gì nữa hả ông? Lại liên quan đến cái gương này hay sao? Khẽ khẽ gật đầu xác nhận, ông Tứ nói: đúng thế bà. Sáng nay lúc bà đi chợ ấy, bà cụ Thoa có ghé sang đây. Bà ấy kể với tôi rằng đêm ngày hôm qua bà ấy có nằm mơ thấy tôi cầm cái gương này chạy sang nhà bà ấy bên đó. Sau một hồi xăm soi trong chiếc gương thì tôi phán rằng bà ấy chỉ còn thọ được 3 ngày nữa thôi. Bà Tam há hốc miệng, khá lâu sau thì mới lắp bắp hỏi: hả? Ông nói sao? Tại sao lại có chuyện đó được chứ? Với lại cụ Thoa thì biết gì về cái gương này mà lại nói như vậy được hả ông? Ông Tư lắc đầu: thì vậy mới nói mà lạ đời chứ. Tôi còn không tin được vào tai mắt của mình đây này. Nghe bà ấy kể xong câu chuyện mà tôi còn bùn rùn cả chân tay luôn đấy chứ. Tôi còn không biết trời trăng gì nữa, tâm hồn cứ lưng lửng ở trên mây ấy. Bấy giờ bà ta mới tặc lưỡi nói: vì cái chuyện giấc mơ của ông cũng kể nhiều người biết rồi, cho nên có khi cụ Thoa cũng nghe được và nhớ đến, cho nên tối nằm chiêm bao ra những cái thứ linh tinh mà thôi. Không phải nghĩ nhiều nữa đâu ông ạ. Thôi, ông ăn bánh đi kẻo nguội, lại mất ngon đi. Ông Tứ vẫn chưa chịu với cách giải thích đó của vợ. Ông nói: thì đồng ý là giấc mơ khi nằm chết của tôi được nhiều người biết. Nhưng mà bà nhớ lại đi, tôi chỉ kể cho mọi người là tôi mộng thấy cỗ quan tài, rồi trong cỗ quan tài đó có một cái gương. Chứ tôi đâu có mô tả chi tiết về hình dáng hay đặc điểm của cái gương đó đâu. Mà cụ Thoa thì nói không sai một chi tiết nào cả. Nói tóm lại, một câu cho dễ hiểu là cái gương xuất hiện trong giấc chiêm bao của cụ Thoa đích thị cái gương này đây. Bà Tam im lặng. Chính giờ phút này trong lòng của bà cũng đang băn khoăn đủ thứ chồng mình vừa tường thuật. Vừa thấy kỳ lạ, lại vừa có một chút lo lắng. Lo lắng rằng
không biết sự lạ đời đó có là một điểm báo gì hay không đây. Trầm ngâm đến mấy phút đồng hồ, bà mới nói tiếp. Thôi, đừng có suy nghĩ nữa ông ạ. À. Cứ coi như đó là một chuyện trùng hợp đi. Thôi, ông ăn đi nào. Cất cái gương này đi. Đừng có để ý đến nó nữa. Ông Tứ thở dài thườn thượt. Trong suy nghĩ của ông, vẫn còn chưa nguôi ngoai về cái thắc mắc đó. Nhưng lúc này thấy vợ nói như thế, cho nên ông tạm thời gật đầu đồng tình với ý kiến đó. Ông đẩy nhẹ tấm gương đó qua một bên, kéo đĩa bánh cuốn lại rồi bắt đầu thưởng thức món ăn khoái khẩu của mình. Thấy chồng đã bắt đầu ăn, bà Tam cũng rời ghế đứng dậy. Tạm thời bà vứt bỏ hết những chuyện kỳ lạ mà chồng mình vừa kể để bắt tay vào một loạt công việc lỉnh kỉnh ở dưới bếp. Bà là một người phụ nữ đảm đang, đặc biệt là trong việc bếp núc. Các món ăn bà nấu, ông Tứ mê lắm. Có lần ông nói, đời này cũng lắm người lạ thật. Suốt ngày than vãn là quanh năm cơm nhà quả vợ. Riêng tôi thì tôi lại nghĩ ngược. Tôi chỉ chán cái cảnh cơm hàng cháo chợ mà thôi. Chứ được ăn cơm nhà quả vợ thì tôi sướng lắm. Có lẽ những người mà than câu đó, vợ người ta không biết nấu nướng, bà nhé. Bà Tam thì vui lắm. Cuộc đời của bà, nhất là người phụ nữ Việt Nam, có một tâm lý chung là rất thích được khen. Mặc dầu lời khen đó là thậm sưng một chút cũng không có sao. Cái ước muốn đó của họ có lẽ cũng xuất phát từ một nguyên nhân. Đó chính là đặc điểm chung của tuyệt đại đa số đàn ông Việt là không bao giờ khen vợ. Dù vợ có làm cái gì giỏi hay xuất sắc đến đâu, có muốn khen cũng kiềm chế ở trong lòng không có nói ra. Chắc có lẽ họ đều mang một tâm lý chung là sợ rằng mình ngỏ lời khen thì vợ mình sẽ phách lối, được nước lấn át, làm lung lay cái quyền làm chủ trong gia đình của mình. Ăn được hơn phân nửa số bánh trong đĩa thì ông Tứ đã thấy bụng ngang ngang. Ông không muốn ăn tiếp nữa. Ông cũng thấy bất ngờ. Bình thường với chừng này bánh, ông đã ăn hết cả rồi mà vẫn còn thòm thèm. Hôm nay không hiểu sao lại nhanh ngán đến vậy. Chắc có lẽ suy nghĩ rối ren kia đã chi phối đến cái bụng. Ông bê số bánh còn thừa xuống dưới bếp, vừa úp cái lồng bàn lên trên, ông vừa nhìn sang chỗ bà Tam đang rửa rau rồi nói. Tôi no rồi bà, cứ để đây, lát nữa tôi ăn tiếp nhá. Mà bà ăn cái gì chưa vậy? Bà Tam nhìn lên rồi hỏi. Thế ông không ăn hết được à? Sao hôm nay ông ăn ít vậy? Ông lại suy nghĩ về cái gương kia rồi. Tôi đã nói rồi, quên đi. Không có gì đâu mà lo. Chỉ là chuyện trùng hợp ngẫu nhiên thôi mà. Cứ suy nghĩ rồi lại thành ra... Ông Tứ chen vào biện minh. Tôi có suy nghĩ gì đâu. Chỉ là hôm nay tôi thấy no rồi mà thôi. Rồi ông cười nhẹ và trấn an. Có gì đâu mà suy nghĩ hả ba? Tôi mà đói thì có mà trời sập cũng không cản được tôi ăn nữa là... Dứt câu, ông thong thả bước lên nhà trên, ngồi xuống dưới ghế, vừa đưa cái tăm qua lại trong miệng. Ánh mắt của ông vừa nhìn về chỗ cái gương kia. Cầm nó lên, mân mê rồi tự nhủ. Chỉ là một tấm gương bình thường thôi mà. Có gì đâu mà sao lại cứ phải để ý là gì cơ chứ. Nói đoạn, ông lật ngược mặt trước của tấm gương ra. Đột ngột ông giật bắn mình. Trong tấm gương kia không phải là hình ảnh của ông được phản chiếu trong đó, mà là một người khác. Mắt ông trợn tròn, miệng thì lắp bắp gọi. Ủa, bà ơi, bà lên đây mà xem này. Nghe chồng ú ớ gọi, nói dại, bà Tam tưởng chồng có việc gì. Bà bỏ dở cả công việc, lao lên như là một cơn gió, vừa chạy vừa hỏi dồn. Ông ơi, thế có chuyện gì thế? Ông ơi! Đến sát bên chồng, bà khựng lại, đưa tay vuốt ngực lia lịa rồi nói trong tiếng thở gấp. Ôi giời ơi, ông làm tôi tưởng... Ôi giời ơi, tôi nói rồi, ông cất cái gương đi đi, không thì đem vứt quách nó đi cho rồi đi. Sao cứ mân mê ngắm nghía nó mãi như vậy chứ? Rồi không khéo đâm ra mê sảng cũng vì nó đấy chứ chả đùa đâu. Ôi giời ơi! Giọng của ông Tứ thì run run. Bà nhìn đi, bà có thấy cái gì không? Nghe theo lời của chồng, bà Tam liếc mắt nhìn vào tấm gương bé xíu trên tay của ông Tứ. Độ vài giây sau, bà bảo với cái giọng điệu phàn nàn chán nản.
ông này hay thật đấy. Thì gương soi vào ông thì dĩ nhiên là thấy ông ở trong đó chứ còn thấy cái gì nữa. Chuyện trò đến là buồn cười. Thôi, làm tôi chạy đứt cả hơi. Thôi, ông cất đi rồi lên giường nghỉ lát đi. Tôi ra làm việc tiếp đây. Nhưng bà Tam toan bước đi thì ông Tứ lại hỏi lại. Thật là bà chỉ nhìn thấy tôi ở trong đó thôi sao? Bà không nhìn thấy cái gì nữa thật hả? Ô hay, ông đang nói thật hay nói đùa vậy hả ông Tứ? Dứt câu, bà một mạch đi xuống phía bếp để tiếp tục công việc giang dở của mình. Ông Tứ nhìn theo vợ, rồi lại nhìn vào trong mảnh gương kia. Rốt cuộc vợ mình đang nói dối hay là do mình đang hoa mắt đây? Trong gương, đâu có hình ảnh của ông Tư đâu. Ông nhìn thấy rõ mồn một, đó là hình ảnh của bà cụ Thoa cơ mà. Bà Thoa cầm gậy đứng nhìn sang một phía. Trước mặt theo hướng nhìn của cụ Thoa là ba tờ lịch, bao gồm các ngày 19, 20 và 21. Bất giác, mắt của ông Tư nhìn thẳng về cuốn lịch treo tường. Con số 19 hiện lên đập vào mắt của ông. Ông run run tự nhủ, tại sao lại trùng hợp như thế được? Hôm nay cũng là ngày 19 âm lịch, và tại sao hình ảnh trong gương lại chỉ có 3 tờ lịch mà không phải là 2 hay là 4 nhỉ? Sở dĩ ông có thắc mắc như vậy là vì ông vừa thoáng nghĩ đến giấc mơ của cụ Thoa đã kể lại với ông hồi sáng nay. 3 tờ lịch, không lẽ... Nghĩ đến đây, ông dừng lại, không dám suy nghĩ tiếp nữa. Người của ông lạnh toát đi. Đặt tấm gương xuống bàn rồi đưa đôi mắt nhìn ra mảnh sân khoảng khoát phía trước ngôi nhà của mình. Cứ nhớ đến những lời nói của bà cụ Thoa hồi sáng là người của ông Tứ lại run rẩy. Ông quay ngoắt lại nhìn về cái gương. Ông kéo mạnh ngăn tủ chỗ bàn uống nước rồi ném nó vào trong đó đứng bật dậy, quyết tâm rũ bỏ suy nghĩ vẩn vơ đang chồng chéo trong tâm trí của ông. Ông ra trước sân, bước đến bên cái giàn mướp ở cạnh bức tường xiên hoa, ngắm nhìn những trái mướp mơn mởn đang khẽ đong đưa trong làn gió nhẹ nhẹ, mà lòng của ông cảm thấy thư thái hơn nhiều. Ngoài ngõ, một giọng nói cất vọng vào bên trong. Mời sáng chưa hả chú Tư ơi? Ôi giời, giàn mướp nhiều quả chú nhỉ? Chiều cháu qua xin chú một quả về nấu canh rau đay đấy nhá. Mướp này mà nấu canh rau đay thì nhất đấy chú ạ. Người vừa nói chính là Thỏa, cô con gái út của cụ Thoa. Cô Thỏa năm nay tuổi đã ngoài 30, nhưng không biết vì sao mà chẳng chồng con gì hết. Nhiều người bảo tính của cô khó nên không thích tiếp xúc với đàn ông. Có kẻ độc khẩu hơn thì lại nói cô bị mắc bệnh phụ nữ cho nên không có muốn lập gia đình. Cụ Thoa có tới 3 người con trai. Mỗi người đều có cuộc sống riêng và điều kiện kinh tế gia đình khá ổn định. Mặc dù vậy, nhưng cụ Thoa vẫn chọn ở cùng với cô Thỏa. Cụ nói rằng, con nào chẳng là con, cũng là khúc ruột trên khúc ruột dưới với nhau cả. Tại sao lại phân biệt con trai con gái chứ lại? Mẹ ở với con Thỏa vì mẹ thương nó. Sớm tối vỏ võ có một mình, chẳng ai lại muốn cuộc sống đơn chiếc như vậy cả. Nhưng không may số phận mặc nhiên như vậy, thì phải biết thương yêu lấy nó một chút, cho nó đỡ tủi thân. Mấy người con trai của cụ nghe vậy thì cũng đồng ý ngay. Ít nhiều họ cũng nhận ra sự thiệt thòi của cô em út nhà mình. Dù là mẹ không ở cùng, nhưng những cậu con trai của cụ vẫn rất hiếu nghĩa. Khi đồng quà, khi tấm bánh sang thăm nom, chăm sóc mẹ già rất chu toàn. Nghe Thỏa nói như thế, ông Tư đáp ra. À, Thỏa đấy hả cháu? Mướp đi hả? Khi nào muốn ăn thì cứ qua nhà mà lấy cháu nhá. Mướp hương đấy, quả nom nhỏ như thế này thôi, nhưng mà thơm lắm đấy nhá. Thế cháu đi đâu mà tay xách nách bồng như thế kia? Thỏa đặt hai cái bịch đang xách trên tay xuống, vịn vào cây cột gỗ, rồi lấy cái nón trên đầu xuống, khe khẽ phẩy và niềm nở đáp. Dạ cháu qua nhà anh Tùng, xách cho mẹ cháu ít đồ. Hôm qua anh chị ấy về chơi, thấy bảo là mua cho mẹ cháu ít thuốc bổ với cả quần áo rồi quả bánh nữa chú ạ. Chả biết những thứ gì mà xách canh cả hông đây này chú. Ông Tứ lững thững đi ra để tiếp chuyện. Ông nói, còn cái thế mới đáng đẻ chứ.
Cụ Thoa là có phúc lắm đấy nhá. Thỏa cười hãnh diện. Dạ vâng ạ, cháu cảm ơn bác. Thôi, cháu xin phép về đây ạ. Cũng trưa rồi, cháu về xới cơm nước cho mẹ cháu đây. Ông Tứ gật đầu rồi chào tạm biệt Thỏa đi vào bên trong. Câu chuyện cái gương kia đã không còn ám ảnh vào trong tâm trí của ông Tứ nữa. Ông bây giờ cũng có chung một suy nghĩ như bà Tam. Chắc chắn chỉ là một sự trùng hợp tình cờ mà thôi. Làm gì có chuyện một người đang khỏe mạnh, minh mẫn như cụ Thoa mà không ốm đau, bệnh tật gì, tự nhiên 3 hôm nữa lại chết chứ. Nghĩ đến đây, ông phì cười rồi ung dung bước vào bên trong nhà. Đến bữa trưa, bà Tam bê mâm cơm đặt xuống chiếu rồi gọi ông Tứ lúc này đang cắm cúi trẻ lạt ở góc hiên để buộc lại mấy tấm phiên treo ở chuồng gà. Nghe tiếng vợ gọi, ông Tứ ngừng tay, chùi sơ sài vào quần rồi đi vào. Xuyên suốt bữa ăn, tuyệt nhiên hai vợ chồng không có nói gì đến chuyện kia nữa. Họ hình như đã quên thật rồi. Chỉ có những tiếng trò chuyện thân mật, tiếng khen tấm tắc của ông Tứ đối với các món ăn mà vợ mình nấu. Nhìn cảnh tượng ấy, toát lên một bức tranh trọn vẹn với chủ đề đầm ấm và giản dị. Cơm nước xong xuôi, bà Tam đi dọn bát cùng ông Tứ quay trở lại tiếp tục với công việc chẻ lạt của mình. Bàn tay của ông nhanh thoăn thoắt như là một người múa. Bà Tam rửa bát xong, bước ra bên hiên rồi nói: "Nghỉ trưa một lát đã ông, nằm một tí rồi dậy làm tiếp cho đỡ mệt." Ông Tứ vừa làm vừa đáp: "Thôi, bà nghỉ đi, tôi làm một tí nữa là xong ngay ấy mà. Không có mấy tấm phiên ấy, gà cứ chạy ra bới tanh bành cái mảnh vườn, lùa hết cả hơi." Bà Tam nói vậy để chồng vào nghỉ thôi, chứ thực ra bà cũng ít khi nghỉ trưa lắm. Trừ trường hợp hôm nào mệt quá thì bà mới chợp mắt một lát, còn không thì cứ dọn dẹp linh tinh suốt ngày ấy. Thấy chồng nói vậy, bà im lặng rồi bỏ ra sau nhà làm việc. Chiều ngày hôm ấy, ông Tứ sửa sang xong cái chuồng gà thì trời cũng đã vừa sầm sầm tối. Ông bước vào rửa ráy chân tay, tắm một cái rồi mới ăn cơm chiều. Chiều nay, trên mâm cơm, món cá bống kho hạt cay bắc làm cho ông Tứ không kìm được cảm xúc. Ông ăn liền một lúc hết 3 bát cơm. Bụng đã no tròn mà miệng thì vẫn còn thòm thèm. Ông nói: "Ngày xưa các cụ có câu, muốn ăn cá bống kho tiêu, muốn mặc quần điều thì lấy em đây. Quả không sai tí nào bà nhé." "Đúng là muốn ăn ngon, mặc đẹp thì phải có người vợ hiền. Tiền núi mà không có tay người đàn bà thì cũng có ra trò trống gì được đâu." Bà Tam mỉm cười nói: "Gớm nữa, ông chỉ được cái khéo nịnh tôi mà thôi. Tôi nấu nướng còn vụng về lắm, chưa đến mức hay ho như vậy đâu ông ơi." Nói là như vậy thôi, chứ thực ra bà vui lắm. Nghe được lời khen của chồng, ruột gan bà cứ nở ra hết thôi. Sau bữa cơm, như thói quen mỗi buổi tối, ông bà ngồi dõi theo chương trình thời sự xong rồi mới đi ngủ. Đến mục bản tin thời tiết, nghe xong, ông Tứ nói: "Báo vậy chưa chắc đã đúng đâu. Gọi là dự báo thì độ chính xác cũng chỉ tương đối mà thôi. Giờ này không còn nắng nữa đâu. Cứ theo kinh nghiệm của tôi thì là tôi đoán như vậy. Chiều nay tôi thấy đằng Tây có cái cầu vồng rõ lắm. Mống đông, vồng Tây. Chẳng mưa dây thì cũng bão giật mà lị." Bà Tam thì phân trần: "Ôi giời, ông thì lúc nào cũng ví với cả chả von. Thôi, giờ đi ngủ đi ông. Hơn 8 giờ rồi kìa." Ở quê, đa số mọi người ngủ rất sớm. Rất ít gia đình thức khuya. Trừ những nhà nào có công việc gì hoặc những người nghiện xem tivi mà thôi. Bà Tam buông mừng xuống. Ông Tứ ngồi hút thêm một bi thuốc lào, khói tỏa bay khắp phòng. Bà Tam hít phải, bà ho sù sụ rồi gắt nhẹ: "Gớm cho ông thôi, không để cho cái điếu nó nghỉ một tí nào. Đêm ngủ ho như người gõ ống như thế mà cứ hút mãi. Ông bỏ dần đi. Ông thìn cái kìa, ngày xưa nghiện thuốc lào là vậy. Mới đây đi khám bác sĩ, chả biết là bị cái gì, nhưng mà bác sĩ bảo là phải bỏ thuốc. Thế mà ông ấy bỏ được luôn rồi đấy." Ông Tứ cười khì khì rồi nói: "Ôi dào ơi, tôi không rượu, không bia,
Bây giờ mà bà bắt tôi bỏ thuốc lào thì tôi dùng thứ gì bây giờ chứ? Bà Tam biết rằng đó chỉ là sự biện minh cố chấp của chồng. Vì vậy mà bà chỉ hứ một tiếng rồi bước xuống tắt đèn, leo lên trên giường ngủ. Sau vài câu chuyện qua lại, ông bà đã chìm vào trong giấc ngủ từ khi nào. Đến khuya, ông Tứ dậy đi tiểu. Ông cầm cái đèn pin trên tủ tivi soi lên cái đồng hồ, rồi nheo mắt nhìn lên. Ông nói một mình. Ôi, đã hơn một giờ rồi cơ hả? Nhanh thế nhỉ? Nói đoạn, ông cầm đèn bước xuống bếp, rồi vòng ra nhà vệ sinh để đi tiểu. Đêm khuya vắng vẻ, cảnh vật im lìm như mặc niệm. Không có một âm thanh gì khác ngoài mấy tiếng dế kêu di giả ở mấy bụi cây xa xa chỗ ông Tứ đang đứng. Đi tiểu xong, ông bước vô, cài cửa cẩn thận rồi tiếp tục leo lên trên giường. Có lẽ giấc chưa đẫy, cho nên vừa nằm xuống thì ông lập tức có thể ngủ lại được ngay. Cho đến lúc gần sáng, lúc đó chắc độ hơn 4 giờ, một tiếng gọi từ ngoài cửa đã đánh thức bà Tứ. Bác Tứ ơi! Bác Tam ơi! Vừa gọi, người ngoài đó vừa đưa tay đập nhẹ nhẹ lên cánh cửa. Ông Tứ bất giác giật mình. Phải mất vài giây sau thì ông mới định hình được tiếng gọi ở ngoài cửa. Ông bước xuống giường, lại mở đèn lên rồi mới mở then cửa. Ô, Thỏa đấy hả cháu? Có chuyện gì vậy? Thì ra người gọi cửa là cô Thỏa, con gái của cụ Thoa. Vừa thấy tiếng của ông Tứ hỏi, Thỏa đã đáp lại với vẻ gấp gáp. Bác ơi, nhà bác có gừng tươi không ạ? Cho cháu xin một củ với. Với cả cháu xin mấy lá dầu không bác nhá. À, thế có chuyện gì mà xin gừng với chầu không vào giờ này thế à cháu? Có ai bị cảm đấy hả? Thỏa gật đầu rồi xác nhận. Dạ vâng ạ, mẹ cháu tự nhiên lại lên cơn rét bác ạ. Người cứ lạnh toát hết cả ra. Cháu tìm ít gừng để pha cho mẹ cháu chút nước mà nhà lại hết. Phiền hai bác quá. Hai bác thông cảm cho cháu với nhá. Ông Tứ xua tay. Ôi dồi ôi, quan trọng gì chứ. Thôi 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 thôi, ra hái chầu đi. Bác xuống bếp bác lấy gừng cho. Đèn pin kia kìa, cầm ra mà hái nhá. Nói rồi, ông đi thẳng xuống dưới bếp với vẻ hơi vội vàng. Lúc này thì bà Tam cũng đang thức dậy. Bà ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Khá lâu sau mới hỏi. Thế cái gì thế ông? Ai bị sao à? Ông Tứ đáp. À, cái Thỏa nó sang xin ít gừng với chầu không. Nghe đầu bà cụ Thoa bị cảm lạnh hay sao ấy. Nói đến đây, ông mới giật mình. Tại sao bà Thoa tự nhiên lại đổ bệnh vào đúng lúc này cơ chứ? Điều đó ông cứ băn khoăn mãi. Vì hình ảnh xuất hiện trong tấm gương kia lại bất chợt ùa về trong đầu của ông. Ông đứng thử người như mất sổ gạo. Bà Tam lay vai đến 2 lần ông mới trở về bình thường. Bà Tam nói, thế để tôi sang đó xem thế nào, giúp được gì thì giúp, thà không biết thì thôi. Chứ biết vậy rồi mà tôi không qua đó thì tôi áy náy lắm. Không gì cũng là hàng xóm láng giềng với nhau cả mà. Ông Tứ gật đầu. Ờ, thế bà sang đó đi. Cũng sắp sáng rồi đấy, 5 giờ kém rồi, tôi cũng chẳng ngủ nữa. Thôi bà đi đi, để màn mùng đó tôi vén lên cho. Bà Tam gật đầu rồi tất tả chạy đi ngay. Khi bà sang tới nơi, bà thấy bà cụ Thoa toàn thân thì run như cầy sấy, mặc dù đã đắp trên mình 2 tấm chăn bông mà cơ thể vẫn còn rung rinh vì lạnh. Thỏa đang giã gừng để hòa nước cho mẹ uống. Bà Tam vội hỏi ngay. Thế bà bị như thế này lâu chưa hả cô Thỏa? Liệu có phải đưa cụ đi bệnh viện hay không? Thỏa đáp. Chắc là không sao đâu bác ạ. Mẹ cháu cũng hay bị như thế này lắm. Mọi lần cứ bị như thế này, cháu đun chút nước gừng với xoa mấy lá trầu là mẹ cháu đỡ thôi ạ. Bà Tam gật gù. Vậy hả? Thế cũng được. Tôi tưởng là cụ không hay bị như thế này thì mới sợ. Chứ thi thoảng vẫn bị thì chắc cô cũng đã quen rồi, đỡ lo. Nói rồi, bà với tay xuống đuôi giường, lấy lọ dầu khuynh diệp rồi mở nắp chà vào đầu ngón tay mấy giọt và xoa vào 2 bên thái dương của cụ Thoa. Người cụ vẫn cứ rung lên từng chập, 2 hàm răng đánh vào nhau cầm cập. Lát sau, Thoa bê ra 1 bát nước gừng cho mẹ uống. Bà Tam phụ Thỏa đỡ bà Thoa dậy.
Cụ khó khăn há miệng ra rồi ngậm lấy vành bát và uống từng ngụm nho nhỏ. Nhưng vừa chỉ được vài ngụm thì cụ ho lên một cái, nước gừng trong miệng theo tiếng ho mà phun ra bên ngoài tấm chăn. Thỏa vuốt ngực cho mẹ rồi dồn dập hỏi: "Mẹ ơi, mẹ, mẹ có sao không mẹ? Mẹ ơi." Nhưng cụ Thoa như đã lịm đi. Mặc dầu người vẫn còn thở, hai hàm răng vẫn va đập liên hồi, nhưng mắt đã nhắm nghiền lại, vẻ mệt nhọc và đầu tựa vào người của bà Tam. Bên ngoài, trời đã mờ mờ sáng. Qua liếp cửa sổ khép hờ, cảnh vật đã dần dần hiện ra. Hôm nay có vẻ trời không nắng. Mọi hôm bằng giờ thì là có thể cảm nhận được cái gay gắt của mặt trời rồi. Bà Tam đỡ cụ Thoa nằm xuống gối, tiếp tục sức dầu và sau đó đắp chăn lên cho cụ. Bà quay qua bảo Thoa: "Cô để tôi trông cụ cho. Cô chạy qua báo cho chú Tùng với chú Hùng biết đi. Không thì điện thoại cũng được." Tùng và Hùng là tên của hai trong số ba người con trai của cụ Thoa. Cả hai đều có nhà riêng ở gần đây. Còn một người nữa là Dũng thì làm ăn ở trong miền Trung nhưng cũng thường xuyên về thăm mẹ. Nghe bà Tam nói, Thỏa gật đầu rồi bắt đầu sớ dớ đi tìm điện thoại để gọi qua cho hai anh trai. Chỉ một lát sau, Tùng và Hùng đã có mặt ngay. Không giấu được cái nét lo lắng, hai người đến bên giường rồi xoa tay, xoa chân cho mẹ mình. Tùng nhìn Hùng: "Có khi để em gọi xe đưa mẹ đi viện thôi anh ạ." Hùng đáp vội: "Ờ, chú gọi đi, nhanh nhanh lên." Tùng lôi máy ra gọi điện. Một lúc sau thì xe của 115 cũng đã tới. Đi cùng với cụ Thoa là hai người con trai. Còn Thỏa thì ở nhà chuẩn bị thêm một số thứ nữa, rồi lát nữa sẽ về theo sau. Xe vừa chạy ra khỏi thì ông Tứ ở nhà nóng ruột nên cũng chạy sang. Ông nhìn vợ và hỏi: "Đưa cụ ấy đi viện rồi hả bà? Uống nước gừng với xoa trầu không được đỡ hay sao?" Bà Tam lắc đầu thay cho câu trả lời của mình. Ông Tứ thở dài thườn thượt, mặt ông như dại đi sau cái lắc đầu của vợ. Trong đầu ông đang cài một đống hỗn độn, hình ảnh cái gương quái dị kia đã lại hiện lên rõ mồn một trong đầu của ông. Ông đã tự hỏi: Tại sao mọi chuyện lại khó giải thích đến như thế này cơ chứ? Bây giờ ông chỉ ước rằng cụ Thoa mau chóng khỏe lại để ông có thể tự tin mà quả quyết rằng những thứ cụ Thoa chiêm bao thấy và những thứ mình thấy được ở trong cái gương kia hoàn toàn chỉ là một hiện tượng hư ảo, không xảy ra ở ngoài đời thực. Hai ông bà chào Thỏa rồi cùng nhau ra về. Ra đến đầu ngõ, bà Tam còn nói vào bên trong: "Thế cụ mà khỏe thì gọi điện báo cho chúng tôi một câu nhé, cô Thỏa." Thỏa đang tấp tả vội gấp mấy bộ đồ và sắp xếp vài vật dụng thiết yếu. Cô chỉ đáp ra một tiếng vâng ạ rồi lại tiếp tục làm. Về đến nhà, ông Tứ ngồi xuống cái chõng tre kê ở góc hiên rồi ưu tư nói với vợ: "Sao cụ Thoa lại đổ bệnh đột ngột như vậy bà nhỉ? Lẽ nào..." Nói đến đây, ông ngưng lại. Bà Tam cắt nhời của chồng: "Ông lại suy nghĩ linh tinh rồi đấy. Cụ Thoa cụ ấy ở cái ngưỡng đại thọ rồi. Bây giờ nay ốm, mai đau cũng là lẽ thường tình. Hơn nữa chính cái Thỏa nó cũng xác nhận là cụ ấy vẫn thi thoảng bị như thế cơ mà. Ông lại bắt đầu nghĩ về cái giấc mơ của cụ ấy chứ gì. Sao ông duy tâm thế? Làm gì có cái chuyện hoang đường như thế được?" Ông Tư vẫn cương không nói. Ông biết bây giờ suy nghĩ của ông và vợ đang trái ngược hoàn toàn với nhau. Đơn giản một điều rằng ông là người trong câu chuyện mang đậm nét kỳ dị này. Còn bà vợ của mình chỉ là một người ngoài cuộc. Dù có kể như thế nào đi chăng nữa thì sự tin tưởng của họ cũng không thể bằng bản thân mình được. Ông buồn bã đứng dậy đi vào nhà. Bà Tam cũng đi vào bếp chuẩn bị nấu đồ ăn sáng. Tại bệnh viện, bà cụ Thoa được đưa vào cho bác sĩ thăm khám. Chỉ một lúc, các bác sĩ đã trở ra. Ba người còn đứng lặng im như tờ chờ đợi kết quả. Vị bác sĩ cuộn tròn cái ống nghe rồi nhét vào cái túi áo blue và nói: "Cụ không sao đâu, gia đình đừng có lo nhé. Triệu chứng tuổi già ấy mà, tiêm cho cụ vài mũi là cụ lại sức lại ngay thôi. Tạm thời cứ để cụ nằm nghỉ ở đây đã. Chiều nay cụ khỏe lại là gia đình có thể đưa cụ về nhà rồi chăm sóc tại nhà cho tiện nhé."
Ba đứa con thở phào nhẹ nhõm, họ nhìn nhau rồi mỉm cười nhẹ nhàng. Trưa ngày hôm ấy, Thỏa về nhà trước vì ở viện cũng đã có Hùng và Tùng lo liệu. Và lại bây giờ mẹ cũng đã khỏe lại bình thường, thành ra cô về nhà dọn dẹp công việc vặt, ở đó cũng không giải quyết được vấn đề gì. Bà Tam tất tả chạy sang hỏi thăm, bà cũng mừng khi nghe Thỏa nói cụ Thoa đã bình phục. Vui nhất là bà có thể tự tin nói cho chồng mình nghe là mọi điều ông chồng suy diễn đều là sai hoàn toàn. Thông tin vì cụ Thoa đã khỏe lại bình thường khiến cho ông Tứ cũng thở phào nhẹ nhõm. Vậy là mọi chuyện không đi theo quỹ đạo trong suy nghĩ của ông. Thế thì tốt rồi, không còn phải vướng bận hay bất an về điều gì nữa. Ông rạng rỡ bước vào nhà, ngước mắt lên cuốn lịch rồi xé đi một tờ. Hôm nay là ngày 20 rồi, chỉ qua ngày mai thôi. Nếu cụ Thỏa vẫn bình an vô sự thì minh chứng một điều rõ ràng rằng mình chỉ đang tự suy diễn mọi chuyện khiến cho nó phức tạp hóa lên mà thôi. Hơn 3 giờ chiều, chuyến xe chở cụ Thoa từ bệnh viện trở về đến sân. Tùng đưa tay đỡ cụ xuống, nhưng cụ nói để cụ tự xuống, rồi Thỏa mang cái gậy lại cửa xe cho mẹ mình. Hàng xóm chạy sang hỏi thăm rất đông. Họ nhìn thấy cụ Thoa đã tự mình đi lại được, có người nói vui: thế này thì cụ phải thọ đến 200 tuổi mất thôi. Chúc mừng cụ đã khỏe nhé. Người khác thì lại thêm: chúng tôi chỉ mong bằng nửa tuổi của cụ thôi, mà không biết có nổi được không đây. Mới mấy hột tuổi thôi mà đã đủ thứ bệnh rồi, nghĩ mà bi quan quá đi mất thôi. Rồi cả đám lại cùng cười nói rôm rả. Buổi tối, ông Tứ vừa ăn cơm xong thì ông giục vợ: bà qua nhà hỏi thăm cụ Thoa một chút đi. Biết là cụ ấy khỏe rồi, nhưng chỗ hàng xóm láng giềng người ta mới về viện thì mình ghé qua hỏi thăm một chút cho phải đạo bà. Dứt lời, ông với tay lấy cái điều khiển rồi mở chương trình lên để xem theo thói quen mỗi tối. Ông giục vợ đi như vậy một phần vì là tình làng nghĩa xóm, nhưng cái cốt yếu vẫn là muốn xem tình hình sức khỏe của cụ Thoa ra sao. Dù gì thì cũng vẫn còn một ngày mai, ngày 21 nữa thì mới hết thời hạn 3 ngày tương ứng với 3 tờ lịch ở trong cái gương quái đản kia. Nghe chồng nói, bà Tam cầm lấy cây tăm, vừa xỉa răng vừa đi một lối sang đó. Lúc này bên nhà cụ Thoa cũng có một số người hàng xóm nữa. Thành ra bà Tam sang đó rồi chuyện trò mãi cho đến hơn 9 giờ mới quay trở về nhà. Khi bà về thì ông Tứ đã đi ngủ rồi. Cứ xem xong bản tin thời tiết sau chương trình thời sự là ông đã đi nằm. Đó là thông lệ quen thuộc từ mấy năm nay của hai ông bà. Bà tắt đèn rồi rón rén bước lên nằm xuống bên cạnh chồng. Một hồi khá lâu sau, bà mới chìm vào trong giấc ngủ. Không gian tịch mịch lúc nửa đêm đã bị phá tan khi một hồi chuông của chiếc đồng hồ con gà treo trên tường báo hiệu một ngày nữa đã được trôi qua. Có lẽ cái âm thanh đó đã quá quen tai rồi, cho nên nó không ảnh hưởng gì đến giấc ngủ của ông bà Tứ. Mãi cho đến hơn 2 tiếng sau, lúc đó độ khoảng 2 giờ rưỡi, ông Tứ mới thức dậy đi tiểu. Ông cầm đèn đi ra vườn sau. Lúc xong xuôi, đang định bước vô thì ông nghe chỗ phía nhà bà cụ Thoa, giọng cô Thoa rõ mồn một trong đêm khuya thanh vắng: ôi dồi ôi làng nước ơi! Theo phản xạ, ông Tứ cầm đèn chạy vụt ra ngoài ngõ. Vừa ra đến đó thì cũng là gặp thêm mấy người hàng xóm nữa. Ờ, thế các bác đêm hôm có chuyện gì thế hả? Không biết, nghe cô Thoa vừa kêu vang thì kìa, sang đó xem như thế nào đi. Rồi tất cả mọi người lục đục chạy đi. Khi họ sang đến nơi thì mới phát hiện ra nguyên nhân của tiếng van mà họ vừa đã nghe thấy đây. Cụ Thoa đã chết rồi. Chẳng biết từ khi nào, nhưng khi cô Thoa thò tay sang chỗ mẹ, thấy toàn thân đã lạnh toát, linh tính có chuyện không lành, cô đã vội vàng gọi giật lại, nhưng gọi mãi mà mẹ không có đáp lại lời. Lúc đưa tay lên mũi thì mới tá hỏa rằng cụ Thoa lúc này đã ngưng thở. Cụ thực sự đã ra đi, chân cụ đã lạnh toát, một sự ra đi nhẹ nhàng, thanh thản như là lời ru.
quý anh chị em vừa lắng nghe phần 1 dị chuyện của tác giả Thuận Thiên. Phần kết của dị chuyện này sẽ được công chiếu vào giờ này ngày mai. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý anh chị em. Xin kính chào và hẹn gặp lại.